bạn đã bao giờ chưa đi ăn bát súp vi cá 300 cành mà chẳng thấy vi cá đâu? Hôm nay 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm 2023. Lướt top top thấy người người nhà nhà rủ nhau đi Mega Grand World ở Vin Ocean Park 3 để xem pháo hoa. Nên là tôi cũng quyết định nhanh nhanh đi ngay đến Vin Ocean Park 2 cho nó vắng. Nhưng vắng quá nên quyết định lại vòng qua Eco Park để ăn trưa. Thì đây là nhà hàng dim sum Mỹ Tường Viên mà mình hay ăn ở gần bờ hồ. Loanh quanh Eco Park một hồi chẳng biết ăn gì thì thấy quán này quen nhất nên ghé vào thôi. Nhớ hồi trước Mỹ Tường Viên là buffet nên không có món súp vi cá này. Hôm nay gọi món tính gọi thử xem sao mà lướt mãi chẳng thấy vi cá đâu. Phải nhờ nhân viên chỉ mới biết nó tàng hình thế này này. Chân gà tàu xì thì là một món dù đi ăn dim sum ở đâu mình cũng gọi rồi. Cực ngon nha, và cả món xi long bao này cũng vậy. Riêng món này nhờ ăn nóng để hút phần nước dùng bên trong, không nó sẽ cứng lại đó. Với khẩu vị của mình thì ở đây có món ngon món chán. Ví dụ món canh hoành thánh này tuy rẻ nhưng phần nước dùng không làm mình ấn tượng lắm. Vịt quay ở mức 8,5 điểm nhưng bỗng nhiên thành 9,5 nhờ hai loại nước chấm riêng này này. Mình thấy không phải ở đâu cũng có nha. Ăn mấy đồ này ngấy nên mình không quên gọi thêm một đĩa rau nữa. Giá quán này ở mức tầm trung nha.